Nếu đang tìm một kiểu nhà phố khu vực đông vui, có sân vườn mát mẻ nữa, thì đây là một clip xứng đáng để bà con mình xem rồi bấm like thả tim cổ động cho anh em tụi mình nè. Nhà là có diện tích lớn nha, hơn 180m², có thổ cư đường to, mà giấy tờ hợp lệ, giá thì chưa tới 1,5 tỷ nữa. Nằm cách khu chợ anh em mình đang đứng nè là chưa tới 1 phút đồng hồ chạy xe. Nhà là hướng tây, ngang 5, dài 35, xây kiên cố, có 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, nhà vệ sinh. Phía sau là sân vườn có sẵn cây ăn trái nha. Sân trước đậu ô tô thoải mái nè. Đường là thông, lộ giới 8m, còn rất là nhiều tiềm năng. Bởi vì sắp lên nhựa, đặc biệt vị trí này là rất là đắc địa ha. Nhà thuộc ấp Ninh Bình, xã Bào Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Nhưng chỗ này là giáp ranh thành phố Tây Ninh luôn. Ở đây đi đâu cũng tiện hết. Nhà nằm giáp với lại 30 đường chính ở khu vực nha. Bên này cách 100m là mình đi ra đường Bào Cốp, Chà Là nè, ra tỉnh lộ 784 về khu công nghiệp Chà Là và thành phố Hồ Chí Minh. Nhà cách khu công nghiệp Chà Là khoảng 6 cây nha, cách Sài Gòn An Sương khoảng 77 cây. Chỗ này còn có một cái dự án là đường xuống cao tốc Hồ Chí Minh Gò Dầu Sa Mát nữa. Còn hướng bên này mình đi ra 400m là tỉnh lộ 781, đi ra vòng xoay cầu cao 13 rồi chợ đầu mối nông sản. Hướng đó mình cũng về khu du lịch Núi Bà là tầm khoảng 6 cây ha. Còn con đường thứ ba là sát bên nhà, cách có 30m là đường này. Đường này mình đi thẳng ra chợ Bào Năng, là chỗ này mình đang đứng nè, khoảng 1 cây số. Chỗ này là có trạm y tế rồi 2 cái trường học. Khu vực này là quy hoạch rất đẹp nè, đường bàn cờ giống như là bên châu Âu vậy đó. Hướng này mình ra ngã ba Bào Năng rồi tỉnh lộ 781 về Tòa Thánh Tây Ninh, về Vincom nha. Nhà cách Tòa Thánh là 3 cây, cách Vincom Tây Ninh là 7 cây. Thì bây giờ thời điểm này á, anh Tây kêu bán căn nhà này xác định là lỗ luôn, không phải lỗ bình thường mà lỗ nhiều luôn các bạn. Bởi vì vàng bây giờ tăng quá xá, mà chỉ có trong vòng có mấy ngày mà bữa nay nghe nói là lên trên 88 triệu một lượng vàng SJC đó các bạn. Thì anh Tây là tặng cho bà con mình một số những nội thất cơ bản nữa. Bây giờ là anh bán là 1 tỷ 460 triệu. Mời bà con mình đi khảo sát thực tế căn nhà, cùng đánh giá chất lượng và xem coi khu vực này có phải là một nơi đáng sống hay không nha. 6 điểm khác biệt của những clip nhà đất chợ Tây Ninh là: không làm môi giới, chỉ rõ đường đi, giấy tờ rõ ràng, liên hệ ngay chủ, báo giá công khai và hoạt động toàn quốc. Công ty cổ phần kiến trúc Tân Thời Đại, xây nhà tận tâm, thi công trọn gói, miễn phí thiết kế và xin phép xây dựng, cam kết không phát sinh, đảm bảo tiến độ và chất lượng, bảo hành dài hạn, thi công toàn quốc. Chúng tôi sẽ làm nhà của bạn trở nên hoàn hảo. Đây là ngã tư, cái chỗ đầu đường, vị trí từ nhà mà ra chợ nữa các bạn. Đây, hướng ra ngoài chợ nè ha, cây số nè. Nhà thì nằm hướng trong này các bạn. Đó, đi ra ngoài kia hết đường là mình tới đường Chà Là Bào Cốp nha. Còn hướng bên này đó, mình đi là 300m. Mình ra tỉnh lộ 781 ha. Đường đây thì tiện lợi, thông hết à. Khu vực này là mình thấy người ta vừa ở vừa kinh doanh buôn bán rồi luôn nè. Đó, nhà nằm cách vị trí ngã tư này là 30m. Đó, cũng là trên đường nhựa luôn các bạn. Con đường này là đường đá mi, bây giờ là chuẩn bị là lên nhựa rồi nè. Thì nghĩ tính ra cũng lạ, giờ là xây cất nhà bán, nhưng mà giờ bán là phải bán lỗ các bạn. Bây giờ mà không bán để thời gian nữa, vàng là mấy chuyên gia nhận định là lên cả 100 triệu một lượng, lúc đó còn lỗ dữ nữa. Rồi nhiều khi mình nghĩ sao mà hồi xưa giờ là mình thấy là vàng lên là đất cũng lên, mà cái năm nay là vàng lên mà đất im ru, nhiều khi còn xuống nữa các bạn. Căn nhà này nha, hướng là hướng Tây Nam, một hướng cũng khá là tốt, bà con ở khu vực này là thích hướng Tây lắm bạn, trùng với lại cái hướng cổng chính của Tòa Thánh Tây Ninh luôn, cũng là hướng Tây. Đó, đường này lộ giới 8m, vừa ở vừa buôn bán lặt vặt là cũng ok ha. Ra đây 100m là đường mà Chà Là Bào Cốp nè. Đó, nhà cửa xung quanh liền kề.
căn nhà này anh Tây xây cũng rất là chất lượng các bạn. Ảnh là cũng nhận là thiết kế thi công trọn gói để cho bà con nào mà đang có sẵn đất luôn. Nhà thiết kế hai mái nè, hai bên là có xây tô chống thấm đầy đủ hết, cao ráo. Ở trên là mái là có viền ngói nữa các bạn. Nhà đất là cao hơn đường hiện trạng nha. Dự phòng và đường lên nhựa hoàn chỉnh. Thì nhà đất là luôn luôn cao hơn đường các bạn. Ở đây không sợ là kẹt xe, khói bụi, ngập nước gì hết. Quy hoạch ô cờ rất là lợi hại. Đây cái cổng nè các bạn. Đó, cổng làm như là cổng biệt thự vậy. Khá là sang, kiên cố. Ở trên là gắn mái che tôn khung sắt ha. Khoảng sân, khoảng sân này cũng rộng rãi, ô tô 7 chỗ mình đậu cũng thoải mái nha các bạn. Bờ bao xung quanh là dán gạch hết toàn bộ. Đó, xây rất là ok luôn, dán gạch hết nè các bạn, lên tới trên luôn, tầm khoảng chừng chắc 1m7 quá. Đó, bên kia cũng vậy luôn. Toàn bộ khu vực bên ngoài này là đều dán gạch hết. Mặt dựng là dán gạch bóng kiến, cửa là cường lực 6 cánh sắt dày nha. Đó, anh Tây nói nhà này anh xây là bà con mình yên tâm, chất lượng ngon lành, không sợ là nứt dột sụt lún gì hết. Đó, khoảng sân này mai mốt mình về đây để xe cộ thì ở đây như một cái gara rồi. Còn kinh doanh buôn bán thì cũng có mái che rồi sẵn luôn. Bên trong là phòng khách lịch sự khoảng 25m², trần thạch cao, đèn chùm, đèn trần. Bên này khung tranh để tivi là ngon lành, điện là đi âm tường. Xung quanh là cũng gạch dán tường cao 1m5 các bạn. Này, cái bộ sofa này là mới tinh, anh Tây sẽ tặng lại cho mình nè. Cửa nẻo là có trang bị rèm rồi ha. Bên này cũng vậy luôn. Ở bên này mình thấy là liền giáp với lại nhà hàng xóm, nhưng mà nó còn một cái khoảng trống tầm cỡ 60cm. Đó, như một cái giếng trời tự nhiên nha. Cửa sổ là có song cửa đồ đầy đủ. Bên kia đó, nếu mình để tivi trong khung tranh này thì cực kỳ đẹp luôn. Ở dưới là sử dụng là gạch lát sàn, gạch bóng kiến khổ 60. Nhà này thì công năng là tuyệt vời các bạn. Có 3 phòng ngủ, rồi 3 phòng tắm, nhà vệ sinh. Là mình ở gia đình là 5-6 người là cũng ngon lành luôn. Này, phòng ngủ thứ nhất, cửa sắt, kính cường lực mờ ha. Bên trong trần nhựa thả, đi sẵn đường máy lạnh. Đây, tường dán gạch cao 1m5, có đèn trần, đèn ngủ và phòng tắm, nhà vệ sinh bên trong, lavabo, rồi gạch dán hết toàn bộ. Là diện tích khu vực phòng ngủ tầm khoảng 10m² nha các bạn, và chưa tính cái phòng tắm, nhà vệ sinh đó. Đó, hành lang nè cũng có đèn đóm đầy đủ ha. Cửa sổ thoáng mát, có rèm. Đây, phòng thứ hai diện tích cũng tầm 10m² luôn. Phòng này cũng có nhà tắm, phòng vệ sinh bên trong nữa các bạn. Đó, rất là tiện lợi nha, thiết bị vệ sinh đầy đủ ha. Phòng thứ ba, phòng thứ ba là 10m², cũng trang bị những tiêu chuẩn cơ bản. Phía sau khu vực nhà ăn, bếp, bếp là có tủ bếp trên, tủ bếp dưới, chất liệu là nhôm, vân gỗ, chậu rửa hai hộc. Chỗ này là có khu vực để chén, rất là gọn gàng, thông minh.
Đây. Cửa. Đó. Khoảng cách với lại nhà hàng xóm khá là xa nha. Điểm cộng đó các bạn. Giúp cho khu vực này là trở nên thông thoáng và đầy đủ ánh sáng ha. À, bộ bàn ghế này cũng mới, anh Tây cũng tặng lại cho mình luôn nè. À, bên trong tiếp tục mình còn khu vực ở phía sau, à, sân nắng, sàn nước nữa các bạn. À, bên này là có đi đường để mình gắn máy giặt, à, đường điện đồ luôn. À, gạch dán tường, ở trên là mái che có trần nhựa thả. Đằng sau này là còn có phòng tắm, nhà vệ sinh. Đó, làm riêng biệt luôn nè. Bên này phòng vệ sinh cá nhân ha. Thì điểm mạnh thì chúng ta thấy cũng khá là nhiều rồi. Thêm một cái điểm nữa là nằm ở khu vực này mà chúng ta thấy là có nguyên một cái khoảng sân vườn phía sau. Khoảng này tính ra là nó cũng to như là một cái căn nhà phố bình thường luôn các bạn. Tầm cỡ chắc cỡ chừng 40-50 mét vuông ở sau này. Đó, mình có sẵn là cây ăn trái, à, hai cây mít, xung quanh là nhà cửa, rồi tường rào bờ bao giáp vòng hết rồi ha. Đó, chỗ này là anh chị em là gì? Mình có thể là triển khai thêm ý tưởng của mình nữa nha. Toàn bộ hết luôn là 1 tỷ 460 triệu. Chúng ta có một cái không gian sống là khá lý tưởng, đầy đủ công năng, khu vực là an ninh, không có tệ nạn, rồi khí hậu trong lành, à, mát mẻ, tiện nghi, đầy đủ, giao thông cũng thuận tiện, đi làm, đi chợ, rồi vui chơi giải trí rất là ok, buôn bán tại nhà cũng ổn luôn bạn. Giấy tờ sổ sách là nghiêm chỉnh, sổ hồng riêng hết nha. Này, sơ đồ rất đẹp, đường phía trước đang lên nhựa, lộ giới 8m. À, nhà đất là không có dính lộ giới bạn nha. Mặt tiền 5m, phía sau hậu cũng 5m luôn. À, hai cạnh hai bên thì khá là đều là 35m. Thửa đất là số 576 thuộc tờ bản đồ số 40. Ở đây là ấp Ninh Bình, xã Bào Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích là 174,4 m², thổ cư được 80m, còn lại là đất cây lâu năm. Nhưng mà ở đây là quy hoạch là đất ở hết. Vị trí quá tiềm năng các bạn. Khu vực và phủ hồng toàn bộ luôn ha. Đường ô cờ nè, xung quanh là rất nhiều tiện ích nè, trường, rồi trạm y tế, chợ. À, đây là khu vực ngã ba nha các bạn. Còn hai con đường này là đường ghi là 784 nối dài, là đường Bầu Cốp Chà Là đó các bạn. Rồi hướng bên này là tỉnh lộ 781 ha. Còn đây sát bên vị trí nhà, nó cách chừng khoảng cũng 100m nè, là đường xuống cao tốc Gò Dầu Sa Mát nè. Thì con đường này là dự án sắp tới là sẽ hình thành, có thể là tới năm 2030 các bạn. Và bây giờ mời bà con mình cùng đi khảo sát tuyến đường hướng ra chợ Tòa Thánh Tây Ninh ha. Đường ở đây tiện lợi, ra vô được rất là nhiều hướng nữa các bạn. Vị trí nhà là nằm gần những cái trục đường chính của khu vực luôn ha. Hướng sau lưng 100m là mình ra hướng Bầu Cốp, đường Bầu Năng Chà Là các bạn nha. Còn thẳng luôn là ra tỉnh lộ 781 nè. Còn đây cách nhà 30m. À, người ta vừa ở vừa kinh doanh buôn bán nè các bạn. À, con đường này là chạy thẳng ra chợ nè. À, mình đi khoảng chừng cây số ha, tiện lợi. Đường theo dạng ô cờ, quy hoạch chuẩn châu Âu, không sợ khói bụi kẹt xe ngập nước. Không khí ở đây thì trong lành nhé các bạn. À, tiềm năng là dự án đường cao tốc mà hoàn thành xong thì cái thời gian đi từ Sài Gòn tới vị trí bất động sản thì rất là nhanh luôn. Còn bây giờ mình đi từ Sài Gòn An Sương tới nhà là tầm khoảng chừng 1.5 tiếng nha. Đó, tới ngay chỗ cổng chào của chợ, rồi ấp văn hóa Ninh Bình nữa các bạn. Ở đây mình có là trạm y tế bên tay phải, trường tiểu học thì bên trái,
kế bên trạm y tế là có trường mẫu giáo nữa ha. Trường học mà nó lại nằm ngay cổng chính của khu chợ luôn. Chợ này vô những cái đầu ngày hoặc là buổi chiều và tan tầm đông lắm bạn. Buổi sáng thì ở đây bà con bán là tràn ra ngoài đường là mình chở ô tô không được nha. Những hướng bên trái là ra hướng Chà Là, Bầu Cốp nha các bạn. Chợ đây là bán cả ngày luôn nè, gần như là 24/24. Đó, bà con buôn bán rất là đông. Còn bên phải này là mình sẽ chạy ra tỉnh lộ 781. Ở khu này là nó giống như một cái cục nhân vậy các bạn. Là nằm Dương Minh Châu nhưng mà là tiếp giáp với lại những cái địa danh mà nổi tiếng ở Tây Ninh không à. Chỉ cách Tà Thánh là có 3 cây số. Rồi cách khu du lịch Tú Bà là 6 cây. Rồi cách nhà là có khu công nghiệp cũng 6 cây là khu công nghiệp Chà Là. Đó, tiện lợi đi học, đi mua sắm, vui chơi giải trí gì đó. Là loanh quanh có mấy phút đồng hồ chạy xe ha. Ra tỉnh lộ 781 mình quẹo phải là hướng về chợ đầu mối nông sản, vòng xoay cầu K13 các bạn nha. Còn đây mình quẹo bên trái. Quẹo bên trái tầm khoảng chừng 300m nữa là mình ra tới ngã ba Bầu Năng rồi. Rồi chạy lên cây số nữa là mình tới Tòa Thánh Tây Ninh, cửa Hòa Viện. Hướng này mình chạy thẳng là về tới Vincom Tây Ninh luôn các bạn. Thật ra là giáp ranh nên là thừa hưởng được tiện ích là của hai khu vực luôn nha. Ngay chỗ Tòa Thánh Tây Ninh là còn có siêu thị nữa, siêu thị Go cũng khá to. Này tại ngã ba Bầu Năng này cũng rất là nhộn nhịp đó các bạn. Có tới 3 cây xăng ở ngay khu vực ngã ba này nha. Chứng tỏ là mật độ dân cư và lưu lượng giao thông rất là lớn. Nhà thuốc Long Châu, Bách Hóa Xanh, điện máy xanh, Thế Giới Di Động cũng nằm ở khu vực ngã ba này các bạn. Cách vị trí nhà là tầm 1.5 cây ha. Những đường bên trái này nè, đó, đường kế bên cây xăng này là đi thông ra ngoài chợ Long Hoa. Nhà cách chợ Long Hoa là khoảng 4 cây. Bên phải là ủy ban của xã Bầu Năng các bạn. Chỗ này mình chạy lên chừng 300m nữa là tới ranh giới của thành phố Tây Ninh rồi. Con đường tỉnh lộ 781 này là trục đường huyết mạch các bạn. Đó, chạy từ Long Hồ Dầu Tiếng tới khu vực Bến Sỏi, Hòa Bình của Châu Thành luôn á. Lộ giới là 45m ha, có giải phân cách cố định ở giữa. Đây có thể được xem là một trục đường cửa ngõ hướng Đông Nam đi vô thành phố Tây Ninh ha. Đó, tới đây là khu vực cửa Hòa Viện nè các bạn, cách vị trí nhà là 3 cây số. Ngay đây thì quẹo phải là mình vô đại lộ Điện Biên Phủ cũng hướng về khu du lịch Tú Bà nha. Như vậy là để tới khu du lịch Tú Bà mình có thể là đi theo hai hướng, đi hướng này tới Tòa Thánh Tây Ninh rồi mình quẹo quẹo phải lên khu du lịch Tú Bà cũng được, nhưng mà hướng này thì đi tính ra xa hơn. Cái đường mà đi về vòng xoay cầu K13 các bạn, đi đó thì chỉ có 6 cây thôi. Anh chị em nào quan tâm tới khu vực này và thích căn nhà của anh Tây, mình liên hệ trực tiếp với anh Tây là chính chủ luôn nha. Số điện thoại là 0948 68 31 52, 0948 68 31 52. Số điện thoại khá là quen thuộc với lại bà con Tây Ninh và những anh chị em nào thích cái phong cách thiết kế xây dựng của anh Tây ha. Giá toàn bộ anh Tây kêu bán là 1.460.000.000 nha. Một mức giá có thể nói khá là tốt ở thời điểm này khi mà giá vàng là ngày càng tăng cao. Đây mình đi vô khuôn viên Tòa Thánh cho bà con mình tham khảo nha. Công trình 100 năm của đạo Cổ Đài nè các bạn. Giữa trưa mà du khách vẫn ghé tham quan mỗi ngày luôn ha. Ngày hôm nay mình quay cũng là ngày thường các bạn. Đi thẳng cây số nó là tới chợ Long Hoa nha. Còn đây là quảng trường của Tòa Thánh Tây Ninh nè. Đó, cuối đường khoảng chừng 150m nữa là bên kia cổng các bạn là có siêu thị Go. Tới đây mình cũng kết thúc clip nha. Mời anh chị em để lại nhận định, đánh giá, góp ý bên dưới video, giao lưu với anh em tụi mình và chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều bà con khác nữa ha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha.